là mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình là Hana. Thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy và mở khóa cái trang được nhà sản xuất game thì lát ra thì đã có một số streamer họ đã lấy ra được rồi. Còn bây giờ thì thằng là streamer ở Việt Nam cho nên là thằng đã biết được cái mẹo này nhờ một số anh em review ở kênh hướng dẫn cho thằng đã lấy được rồi. Bây giờ thằng sẽ hướng dẫn lại cho anh em nào chưa biết, và anh em nào không biết thì có thể vào xem video của mình và nhớ đừng quên ủng hộ subscribe, like, xem cho theo cái video này có hữu ích nha. Ok, cái này là nhà game hàng năm mua DLC của game nhà sản xuất game thì họ mỗi ngày lúc vào game thì lúc in vào thì tặng 50 điểm Bluepool đó. Thì Hằng sẽ hướng dẫn anh em lấy cái charm này, và đây là cái charm Hằng đã lấy trong game, đã mở khóa thành công. Đây, đây là cái charm Whisper. Đây là cái charm thì họ unlock nha, họ khóa nha, không có trong các DLC hay là trong cái nhiệm vụ này đâu, không có đâu, cái này là ẩn, charm ẩn. Và Hằng sẽ hướng dẫn anh em tìm mở cái này, anh em cứ làm theo lời Hằng nói và nhìn lên trong video này, nhìn lên Hằng làm sao là anh em nghe kỹ và nhìn rõ thì anh em sẽ lấy được cái charm này nha. Ok, bắt đầu, let's go. Thì trước tiên anh em muốn lấy cái charm ấy, anh em phải ra, mọi người phải ra cái màn hình như thế này, ra màn hình game nha. Rồi bắt đầu hẳn như vậy. Đây, ở trên bàn phím á thì có những nút sau, lên, xuống, trái và phải là bốn cái nút mà đi lên xuống ấy. Sau đó là nút B và nút A. Anh em làm theo như thế này thì lên xuống trái phải B A Enter đúng không? Anh em sẽ làm như sau. Thì thằng bấm nè, lên xuống trái phải B A Enter. Hẹn gặp lại mọi người vào video kỳ tới nhé. Bye.